Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài 70 ôn tập phép tính với phân số. Toán lớp 4 mới kỳ 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống, trang 110. Bài 1 tính. Chúng mình thực hiện phép cộng trừ phân số và cộng trừ số tự nhiên với phân số. Muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số rồi cộng hoặc trừ hai phân số đó. A. 7/24 cộng 6/11. Ta quy đồng mẫu số chung là 24. 7/24 ta giữ nguyên. 11/6 ta thực hiện nhân với 4, ta được 44/24. Sau đó ta cộng tử số và giữ nguyên mẫu số bằng 51/24. Ta rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 4, cho 3, cho 3. 51 chia cho 3 bằng 17, 24 chia cho 3 bằng 8. Vậy, ta thực hiện tính rồi rút gọn bằng 17/8. B, 3 cộng 5/8. 3 ta hiểu là 3/1. Ta quy đồng mẫu số chung là 8. Nhân cả tử và mẫu với 8, ta được 24/8. Cộng 5/8. Bằng 29/8. C. 19/28 trừ 3/7. Quy đồng mẫu số chung là 28. Phân số thứ nhất giữ nguyên. Phân số thứ hai ta nhân với 4 bằng 12/28. Trừ tử số và giữ nguyên mẫu bằng 7/28. Rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 7 bằng 1/4. 53/21. 1 này ta sẽ viết thành 21/21. Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó có giá trị bằng 1. Trừ tử với tử ta được 32/21. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình tự làm, sau đó chúng mình đối chiếu với đáp án. Bài 2, tính giá trị của biểu thức. Nếu biểu thức chỉ có phép tính cộng trừ hoặc chỉ có phép tính nhân chia thì ta thực hiện từ trái sang phải. Nếu biểu thức chứa dấu ngoặc đơn thì ta thực hiện trong dấu ngoặc đơn trước và ngoài ngoặc sau. A. 4/9 cộng 2/9 trừ 5/18. Ta thực hiện phép cộng trước bằng 6/9 trừ 5/18. Ta quy đồng mẫu số chung là 18. Rồi ta trừ tử số giữ nguyên mẫu số. B. 2 ta viết thành phân số là 15, 30/15, bởi vì 30 chia cho 15 bằng 2. Sau đó ta trừ, thực hiện phép trừ trước, thực hiện lần lượt từ trái sang phải bằng, hoặc ta có thể thực hiện cộng trừ tử số như thế này cũng được. Ta trừ lần lượt cũng được, ta thực hiện cộng từ trừ như này luôn. Ta lấy tử số là 30 trừ 9 cộng 8, còn mẫu số là 15, bằng 29/15. C, ta thực hiện trong ngoặc trước, bằng 25/32, rồi lấy 9/8 trừ 25/32. Ta phải quy đồng, mẫu số chung là 32, rồi ta trừ tử giữ nguyên mẫu bằng 11/32. Chúng mình tự làm vào vở ô ly, hoặc làm ra nháp rồi đối chiếu với đáp án trên màn hình của cô giáo. Bài 3. Bác Tư có một khu đất, bác đã sử dụng 2/5 diện tích để xây nhà và 3/10 diện tích để trồng cây, diện tích còn lại để làm sân và lối đi. Hỏi bác Tư đã dành bao nhiêu phần diện tích khu đất để làm sân và lối đi. Chúng mình đọc, sau đó chúng mình suy nghĩ, dựa vào những điều đã biết, chúng mình đi tìm câu trả lời cho bài toán. Số phần diện tích để xây nhà và trồng cây chính là số phần diện tích để xây nhà cộng với số phần diện tích để trồng cây. Số phần diện tích để làm sân và lối đi sẽ bằng 1 trừ đi số phần diện tích để xây nhà và trồng cây. Tóm tắt. Bài giải,
Số phần diện tích khu đất để xây nhà và trồng cây là 2/5 cộng 3/10 bằng 7/10 diện tích. Chúng ta sẽ tóm tắt ra ngoài, quy đồng ra ngoài nhá. Chúng thực hiện và điền kết quả. Số phần diện tích khu đất để làm sân và lối đi là 1 - 7/10 bằng 3/10 diện tích. Hoặc ta không viết là 1. Thì ví dụ mảnh đất 7/10 diện tích là để xây nhà và trồng cây. Vậy là mảnh đất đó sẽ là 10 phần, đúng không? Chính là 10/10. Ta có thể lấy là 10/10 trừ 7/10 bằng 3/10 cũng được. Mà 10/10 chính là 1, đúng không? 1 trừ 1 mảnh đất. 1 mảnh đất trừ 7/10 bằng 3/10 diện tích. Đáp số 3/10 diện tích khu đất. Vậy là bác Tư đã dành 3/10 diện tích của khu đất để làm sân và lối đi. Còn 7/10 là diện tích để xây nhà và trồng cây. Bài 4, tính bằng cách thuận tiện. Chúng mình nhóm hai phân số có cùng mẫu số rồi thực hiện tính trong ngoặc trước. Ta nhóm 5/9 cộng 13/9 có cùng mẫu số, ta cộng với nhau sẽ bằng 18/9 trừ đi 2 đằng sau cộng với 4/27 phía trước. 18/9 chính là bằng 2, đúng không? 18 chia cho 9 bằng 2, vậy là bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0. 4/27 mà cộng với 0 thì chính vẫn bằng 4/27. Cộng 2 rồi trừ 2. 4/27 cộng thêm 2 rồi lại bớt 2 thì vẫn chính là bằng 4/27. Bài 5, đố em. Hãy viết phân số 3/4 thành tổng hai phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau. Em hãy giúp Nam và Việt thực hiện yêu cầu của bạn Mai. Bạn Nam, bạn Việt đang suy nghĩ. Tách phân số 3/4 thành tổng hai phân số, sau đó rút gọn sao cho hai phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau. 3/4 viết thành hai phân số, 2/4 và 1/4. Hai phần tư rút gọn thành 1/2 cộng với 1/4. Vậy là phân số 3/4 mình tách thành tổng của hai phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau, chính là 3/4 bằng 1/2 cộng 1/4. Hai phân số có tử là 1. Đúng với yêu cầu của bạn Mai. Chúng mình chuyển sang tiết luyện tập tiếp theo. Bài 1, tính thực hiện phép nhân, phép chia phân số và phân số với số tự nhiên. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Muốn thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai. Năm phần bảy nhân 7/5, ta nhân tử số với nhau. 5 nhân 7 bằng 35, 7 nhân 15 bằng 105. 8/21 nhân 3, ta rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 35 bằng 1/3. B, 8/21 nhân 3, 3 ta hiểu là 3/1. Vậy ta lấy 8 nhân 3, 21 nhân 1 thì vẫn là 21, bằng 24/21. Rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 3, ta được 8/7. C, muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai đảo ngược. Phân số đảo ngược, 9/17 đảo ngược thành 17/9. Sau đó nhân tử số với nhau và nhân mẫu số với nhau. Bằng, ta thực hiện chia trước rồi ta mới nhân, thì ta đỡ phải rút gọn. 17/17, ta thấy có thừa số 17. 24/9, ta sẽ tách để có thừa số là 3, chia cho 3, đúng không? 3 x 8 bằng 24, nhân với 17,
17 nhân 3 nhân 3 thì ta 3 chia cho 3 này. 17 chia cho 17 vậy là còn 8/3. Hoặc ta không cần tách, ta thực hiện chia luôn. Chia 17 bằng 1, chia 17 bằng 1. Chia cho 3, 24 chia cho 3 bằng 8, 9 chia cho 3 bằng 3, vậy là bằng 8/3. Thì ta đỡ phải tách thành phép nhân, ta thực hiện chia luôn. 36/5 chia cho 9. 9 ta hiểu là 9/1, thì ta nhân đảo ngược là 1/9. Thành 36/5 nhân 1/9. 36 nhân 1 vẫn là 36. 9 nhân 5 vậy sẽ bằng 36/45. Chia cả tử và mẫu cho 9 bằng 4/5. Thực ra ở chỗ này ta thực hiện chia luôn, ta không nhân này. Ta chia luôn cả tử và mẫu cho 9 này. 36 chia cho 9 bằng 4 này. 9 chia 9 bằng 1. Vậy là 1 nhân 5 thì bằng 5. Và bằng 4/5. Ta không nhân vào xong ta lại chia thì mất thời gian. Ta thực hiện chia luôn. Chia luôn ở chỗ 36/9 nhân 5 này. Bài 2 rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức. Rút gọn trước rồi mới tính. Ta rút gọn các phân số chưa tối giản rồi thực hiện tính giá trị của biểu thức. 25/60 ta rút gọn thành 5/12, chia cả tử và mẫu cho 5. Cộng với 3/4, tại sao lại là 3/4? Ta lấy 6 nhân với 1/8. 6 nhân 1 bằng 6. 6 thì ta hiểu là 6/1, đúng không? Thì sẽ tử là 6 nhân 1 và mẫu là 1 nhân 8 thì bằng 6/8. 6/8 ta rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 2 thì được 3/4. Sau đó ta phải quy đồng, mẫu số chung là 12. Vậy phân số 3/4 ta nhân cả tử và mẫu với 3 thì thành 9/12. Sau đó ta cộng tử số và giữ nguyên mẫu bằng 14/12. Rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 2 bằng 7/6. B, ta tính trong ngoặc trước. Đồng thời ta rút gọn phân số 15/9, chia cả tử và mẫu cho 3 thì bằng 5/13. 6/1, 6 này ta hiểu 6/1, tất cả số tự nhiên đều viết thành phân số có mẫu số là 1. Nhân với chia cho 10/3, ta nhân đảo ngược là 3/10. Sẽ bằng 5/3 nhân với 6 nhân 3 18/10, 18/10 chia cả tử và mẫu cho 2 rút gọn thành 9/5. Đến đây sẽ bằng 15 bằng 45/15, rút gọn bằng 3. Ở đây ta có thể ghi là bằng 5 nhân 9, mẫu là 3 nhân 5, xong chia cả tử và mẫu cho 5. Chia cả tử và mẫu cho 3 thì ta sẽ được phân số là 3/1, chính là bằng 3. Chứ ta nhân vào thành 45/15 xong ta rút gọn thì mất thời gian. Ta thực hiện chia luôn. 5/3 nhân 9/5 sẽ bằng là 5, tử số là 5 nhân 9, mẫu số là 3 nhân 5. Chúng ta chia cả tử và mẫu cho 5 rồi chia cả tử và mẫu cho 3 thì ta được phân số 3/1, chính là bằng 3. Bài 3, Nam có 400.000 đồng tiền tiết kiệm. Nam đã dùng 3/8 số tiền đó để mua sách vở và đồ dùng học tập. Số tiền còn lại Nam góp vào quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hỏi Nam đã góp vào quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu tiền? Chúng mình đọc, suy nghĩ, dựa vào những điều đã biết để trả lời cho câu hỏi của bài toán. Đầu tiên, chúng mình tính số tiền Nam dùng mua sách vở và đồ dùng học tập bằng cách lấy tiền của Nam có nhân 3/8. Đi tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số. Sau đó tính số tiền Nam đã góp vào quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn bằng cách lấy số tiền Nam có, trừ đi số tiền Nam dùng mua sách vở và đồ dùng học tập. Số tiền kết quả của phép trừ đó chính là số tiền mà Nam đã góp vào quỹ để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Ở bài này có hai cách làm. Cách làm thứ nhất như sau. Số tiền Nam dùng để mua sách vở và đồ học tập là 400.000 x 3/8 bằng 150.000 đồng.
Nam đã góp vào quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn số tiền là lấy 400.000 trừ đi 150.000 bằng 250.000. Đáp số 250.000 đồng. Đây là cách 1. Cách 2. Số phần tiền Nam góp vào quỹ giúp đỡ các bạn hoàn cảnh khó khăn là 1 × 3/8 bằng 5/8 số tiền. Không phải là đồng mà đơn vị đây là số tiền nhé. Con sửa cho cô, không phải là đồng mà là số tiền. 5/8 số tiền. Nam đã góp vào quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn số tiền là lấy đi tìm 5/8 của 400. Ta lấy 400 nhân 5/8 bằng 250.000 đồng. Đơn vị trên này là 5/8 số tiền. Gạch chữ đồng đi, 5/8 số tiền. Còn đơn vị dưới này là đồng. Đáp số 250.000 đồng. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình làm lại hai cách để cho nhớ. Sau đó đối chiếu lại với đáp án trên màn hình. Chúng mình tua lại để chúng mình nghe lại nếu chúng mình chưa hiểu. Bất kỳ một bài nào chúng mình chưa hiểu, chúng mình sẽ tua lại để chúng mình nghe. Rồi chúng mình có thể tự làm lại để chúng mình đối chiếu với đáp án. Bài 4. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là 7/25 m² và chiều rộng là 2/5 m. Tính chu vi của tấm bìa đó. Chiều dài tấm bìa hình chữ nhật bằng diện tích chia cho chiều rộng. Đúng không nhỉ? Dài nhân rộng bằng diện tích. Vậy muốn tính chiều dài, ta lấy diện tích chia cho chiều rộng. Mà muốn tính chiều rộng thì ta lấy diện tích chia chiều dài. Sau đó ta tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật bằng công thức dài cộng rộng đóng ngoặc nhân 2. Vậy chiều dài của tấm bìa hình chữ nhật là chúng mình lấy 7/25 chia cho 2/5 bằng 7/10 m. Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là chu vi, đúng không? Đây là chu vi, nhầm câu trả lời rồi. Chúng mình sửa lại là chu vi tấm bìa hình chữ nhật là, con gạch chữ diện tích đi, chu vi tấm bìa hình chữ nhật là ta lấy 7/10 cộng 2/5 đóng ngoặc nhân 2, ta thực hiện ra nháp rồi rút gọn bằng 11/5 m. Đáp số 11/5 m. Vậy là chu vi của tấm bìa đó là 11/5 m. Bài 5, tính bằng cách thuận tiện. Áp dụng các tính chất giao hoán kết hợp của phép nhân, nhân một số với một tổng để tính giá trị của biểu thức. A. Chúng mình ghép 3/5 nhân với 5/3. Tử số bằng mẫu số thì phân số lại bằng 1. 7/11 nhân với 11 bằng 77/11. 5/15 thì bằng 1, 77/17 chính là bằng 7. 1 nhân 7 bằng 7. B. Ta ghép, ta thấy thừa số 3/8 giống nhau, ta đưa về dạng một số nhân với một tích như thế này. Một tích nhân với một tổng. Một số nhân với một tổng nhá. Ta đưa về dạng một số nhân với một tổng bằng 3/8 nhân 7/7 bằng 3/8 nhân 1 thì bằng 3/8. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình tự làm lại ra vở hoặc ra nháp. Sau đó chúng mình đối chiếu lại với đáp án. Bài học của chúng mình đến đây hết rồi. Chúng mình bấm like và đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video của cô Lan. Và còn nhiều video đặc biệt nữa, chỉ những ai đã đăng ký kênh thì mới xem được đầy đủ. Xin chào và hẹn gặp lại.